Kính chào quý khán thính giả. Chúng ta đang ở bài số 2, series video tập nói tiếng Anh của Mr. Định. Ở trong bài này, Mr. Định sẽ hướng dẫn quý khán thính giả các mẫu câu thường được sử dụng để tránh lặp lại câu hỏi trong giao tiếp. Xin mời quý khán thính giả sẽ đến ngay với ví dụ đầu tiên trong bài này. Khi ai đó hỏi, "What's your name?" Tên bạn là gì? Chúng ta sẽ trả lời tên mình. Ví dụ, my name's Janet. Sau đó, chúng ta sẽ hỏi lại tên người đó bằng câu What's your name? Thế nhưng trong khi giao tiếp, người bản xứ hay những người thường sử dụng tiếng Anh lại không hỏi tên ngược lại người đó bằng câu này. Vậy thì người ta dùng câu nào? Đó chính là hai từ Andrew. Còn bạn thì sao? Vậy thì Andrew là điển hình cho mẫu câu không lặp lại câu hỏi trong giao tiếp. Vậy ngoài Andrew còn các mẫu câu nào khác không? Chúng ta còn hai mẫu câu nữa. Quý khán thính giả có thể sử dụng thay cho Andrew bằng câu How about you? Hoặc What about you? Như vậy chúng ta có ba cấu trúc câu được dùng để không lặp lại câu hỏi trong giao tiếp. Một là and you, hai là how about you, ba là what about you. Ba mẫu câu này đều có nghĩa là còn bạn thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần thực hành ở một số các tình huống giao tiếp. Quý khán thính giả sẽ nghe Mr. Định trả lời trong các tình huống sau đây. Sau đó, quý khán thính giả sẽ thực hành. Ví dụ số 1. Where are you from? I'm from Vietnam, Andrew. Chúng ta nhớ lên giọng Andrew. Where are you from? I'm from Vietnam, Andrew. What do you do? I'm a teacher. How about you? Đối với mẫu câu how about you và what about you, quý khán thính giả không cần phải lên giọng ở cuối câu. What do you do? I'm a teacher. How about you? Are you married? Yes, I am. What about you? Are you married? Yes, I am. What about you? Do you have any children? Yes, I have a son. What about you? Do you have any children? Yes, I have a son. What about you? Do you enjoy your job? Yes, I do. And you? Do you enjoy your job? Yes, I do. And you? Do you have any plans for the weekend? No, I don't. How about you? Do you have any plans for the weekend? No, I don't. How about you? Phần tiếp theo là đến phần của quý khán thính giả. Quý khán thính giả sẽ đóng vai là Mr. Định trong các tình huống vừa rồi. Hãy nghe những câu hỏi và phản hồi sau tiếng beep. Where are you from? What do you do? Are you married? Do you have any children? Do you enjoy your job? Do you have any plans for the weekend?
Thank you.